Vâng, kính thưa quý vị, có một miền quê xa xôi tại miền Trung, một miền quê mà nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà báo đã tốn rất nhiều giấy bút để viết về nơi ấy. Nơi được mệnh danh là xứ sở Tiên Sa, là một trong những nơi có làng cổ đẹp nhất Việt Nam. Đó là làng cổ Lộc Yên thuộc Tiên Phước, Quảng Nam. Tác phẩm Mo Cao, tác giả nhà thơ Nguyễn Đình Liên. Trên trời rơi xuống mau có nhớ về câu đố ngây ngày nào mò cao rớt xuống bờ rào trẻ trâu làm ngựa kéo nhau chơi đùa mỗi lần đi tắm giếng trưa gầu mò múc nước làm mưa xối đầu bây giờ cũng cái mò cao tạo nên vật dùng sắc màu đẹp hơn cái giỏ đi chợ sớm hôm gọn gàng để chỉ mua tôm mua ăn trưa hè nóng nực trong mình quạt mò phe phẩy mát lành đến ngay rộ ra chén dĩa có đây đủ cỡ lớn nhỏ tiện tay vô cùng trắng sạch cầm đến nhẹ tưng cái mõ uống nước thơm lừng chè xanh còn đây đôi dép xinh xinh tặng cho con cháu của mình thịt ghê nghệ nhân làng cổ chân quê biết tận dụng cái bỏ đi để dùng khách xa trông thấy cũng ưng sản phẩm thân thiện môi trường thiên nhiên nghệ nhân làng cổ chân quê biết tận dụng cái bỏ đi để dùng khách xa trông thấy cũng ưng sản phẩm thân thiện môi trường thiên nhiên.